Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục Vì Nông nghiệp Xanh Tây Nguyên. Thưa quý vị và bà con, thực hiện Nghị định 98 của Chính phủ về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong 5 năm qua, tỉnh Gia Lai đã ưu tiên dành nguồn kinh phí hỗ trợ cho các dự án liên kết chuỗi giá trị giữa bà con nông dân với các hợp tác xã trên địa bàn. Qua đó bước đầu đem lại hiệu quả giúp đảm bảo đầu ra và giá cả ổn định cho nông sản của bà con. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn những khó khăn vướng mắc đang được tỉnh Gia Lai kiểm tra, tháo gỡ để chủ trương của Chính phủ triển khai phát huy hiệu quả, thiết thực hơn. Nội dung này sẽ được chúng tôi tập trung phản ánh trong chuyên mục hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Ở địa bàn vùng sâu huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, hiện nay vẫn còn duy trì một giống lúa đặc sản của đồng bào Ba Na, được gọi là lúa Ba Chăm. Theo bà con, ưu điểm của giống lúa này là sức sống bền bỉ, khả năng chịu hạn cao, chất lượng gạo lại thơm ngon. Nhằm tạo điều kiện cho đồng bào Ba Na lưu giữ, phát triển giống lúa đặc hữu này, thời gian qua, huyện Mang Giang đã hỗ trợ cho bà con, cùng với Hợp tác xã Nông Lâm Nghiệp và Dịch vụ Đắc Trôi, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất lúa Ba Chăm theo Nghị định 98 của Chính phủ. Nghị định 98 của Chính phủ thì đối với huyện Mang Giang thì áp dụng từ 2018 đến 2022 thì huyện Mang Giang đã xây dựng 5 chuỗi liên kết. Trong đó có một chuỗi liên kết, hai chuỗi liên kết lúa Ba Chăm. Từ 2019 đến 2020, chúng tôi sản xuất được 60 hecta cho bà con nông dân và hợp tác xã nông lâm nghiệp dịch vụ Đắc Trôi đã thu mua và tiêu thụ hết sản phẩm. Tại huyện Mang Giang, xã Đắc Trôi là địa bàn có diện tích lúa Ba Chăm lớn nhất với khoảng 350 hecta lúa. Tham gia liên kết với hợp tác xã, nhiều hộ dân Ba Na đã thay đổi tập quán sản xuất. Từ việc chỉ canh tác theo phương thức chọc tỉa lúa, đến nay bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng hạt gạo Ba Chăm. Bên ủy ban và hợp tác xã cùng với hợp đồng phối hợp với bên phòng nông nghiệp để hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc. Ví dụ là một đàm là hai vợ chồng cùng là một ngày cũng xong à. Trước kia là làm gieo trồng là gần nửa tháng mà xong. Chính quyền địa phương cũng là tạo điều kiện để là cho dân và hợp tác xã để liên kết với nhau. Mấy hộ đăng ký kết với hợp tác xã nó cho phân bón hữu cơ để đảm bảo về chất lượng về cái giống cây nó phát triển tốt, bảo đảm về chất lượng. Đối với giá cả thì trong thời gian qua như thương hiệu của Ba Chăm thì thời gian qua thì giá cả thì rất là cao. Trước thì có 5.000 thì giờ được sau đến 7.000. Nhờ liên kết sản xuất theo quy trình an toàn chất lượng, đến nay gạo Ba Chăm của đồng bào Ba Na còn được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Gia Lai. Qua đó giúp hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa hạt gạo Ba Chăm đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nhờ cái liên kết theo Nghị định 98 thì giữa bà con và hợp tác xã cũng như các đầu mối của hợp tác xã được sản xuất một cách liên kết với một chuỗi thống nhất, cũng như một cái trong một cái lộ trình được hợp tác xã đã đưa ra sẵn. Trước khi xuống giống thì hợp tác xã sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, cũng đưa những trang thiết bị máy móc kỹ thuật vào để bà con sản xuất. Khi mà có chỉ dẫn địa lý cũng như các sản phẩm OCOP được công nhận thì sản phẩm gạo Ba Chăm của hợp tác xã đưa ra thị trường được người tiêu dùng đón nhận và giá cả cũng được giá từ dao động từ 15 đến 20 ngàn một ký. Trong giai đoạn 2018 đến 2022, thực hiện Nghị định 98 của Chính phủ, toàn tỉnh Gia Lai có 122 dự án liên kết được phê duyệt triển khai với kinh phí gần 290 tỷ đồng. Trong số đó có 88 hợp tác xã nông nghiệp và 34 doanh nghiệp tham gia, chủ trì xây dựng chuỗi liên kết với bà con nông dân. Bên cạnh những dự án phát huy hiệu quả, thì trong quá trình triển khai thực hiện chính sách này vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Đã có 25 dự án không thực hiện được, một số dự án thực hiện không đạt mục tiêu đề ra. Theo đó, nguồn kinh phí hỗ trợ và giải ngân cho các dự án liên kết chỉ khoảng 60 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch. Ngay cả với dự án hỗ trợ xây dựng liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ lúa gạo Ba Chăm tại huyện Mang Giang,
đến nay còn vướng thủ tục chưa quyết toán được. Cái rút mắt là cái vấn đề mà theo nghị định 98 cho cái tư vấn, nhưng mà chúng tôi là không có biết là thực hiện cái tư vấn như thế nào mà để thanh toán cái nguồn tư vấn. Và khi chúng tôi xây dự án rồi mà cũng không có thanh toán được. Theo nghị định 98 thì đối với áp dụng giai đoạn 21-25 đó, thì hiện nay là có cái hai nguồn, nhưng mà vừa rồi Gia Lai là cũng chưa hướng dẫn rõ là ví dụ cái nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng là có được hỗ trợ hay không. Tại hội nghị sơ kết 5 năm tỉnh Gia Lai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo nghị định 98 năm 2018 của Chính phủ. Những khó khăn vướng mắc đã được chỉ ra như chính sách hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết có tỷ lệ đối ứng cao 70%, nên nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã chưa mặn mà tham gia. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện liên kết, vai trò của các bên hợp tác trong chuỗi giá trị nông sản còn nhiều hạn chế, vẫn còn tình trạng phá vỡ hợp đồng, hay việc tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất ở nhiều địa phương còn chậm. Qua nghị định 98 của Chính phủ, thì tôi thấy là cái chuỗi liên kết để mà cho hợp tác hợp xã để mà đảm bảo cho người lao động, tức là người nông dân, thì để tạo điều kiện phát triển kinh tế. Qua cái đó thì nó cũng có cái khó khăn do cái Covid-19 đến 2022 thì nó cũng chưa được tạo được nhanh được. Thì tới đây thì năm cuối năm 23 và đầu năm 24 thì khả năng là dưới Phú Thiện sẽ có cái liên kết với các cái doanh nghiệp để các hợp xã, các hộ gia đình. Hiện nay, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn cụ thể các chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã doanh nghiệp, xây dựng liên kết chuỗi giá trị, đẩy mạnh công tác tư vấn liên kết để đảm bảo thực hiện các dự án triển khai theo Nghị định 98 có hiệu quả. Trong giai đoạn 2023-2024, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 34 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ các nông sản chủ lực thế mạnh tại địa phương như hồ tiêu, chanh dây, điều, sầu riêng, cây dược liệu, lúa gạo. Hiện nay tỉnh cũng đã phê duyệt cái dự án 35 hectare và chương trình kinh tế tháng 8 này thì hợp tác xã cũng đang chọn hộ và chọn những diện tích để làm sao và chọn những cái bộ giống làm sao phù hợp với điều kiện để hợp tác xã thu mua được cho bà con nông dân. Tất cả các vấn đề trong phục vụ cho sản xuất thì chúng tôi đã xây kế hoạch làm sao người dân phải thực hiện và chúng tôi thu mua theo cái giá được nhà nước hỗ trợ. Và chúng tôi cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp và có các cái tổ hợp nhà máy chế biến để đưa cả cái công nghệ mới, giống mới được kiểm soát và tổ chức liên kết sản xuất theo cái chuỗi giá trị, và trong đó là cái vai trò của hộ nông dân liên kết với doanh nghiệp thông qua cái hợp tác xã sẽ được đẩy lên và được coi trọng. Chúng ta sẽ giải quyết tốt cái vấn đề kinh tế, cái vấn đề xã hội, trong giải quyết được cái công ăn việc làm, tạo ra các cái thu nhập cho cái vùng nông thôn. Nhờ xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân với hợp tác xã doanh nghiệp đã tạo ra các sản phẩm nông sản sạch, an toàn, gắn với truy xuất nguồn gốc. Lợi ích thấy rõ, các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia được cung ứng nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng, còn bà con nông dân giải quyết được đầu ra sản phẩm với giá cả ổn định. Vì vậy, tỉnh Gia Lai xác định việc triển khai tốt các chính sách ưu đãi hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết sẽ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế của bà con nông dân, góp phần phát triển ngành nông nghiệp an toàn, bền vững hơn. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Vì Nông Nghiệp Xanh Tây Nguyên. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ tới.